Quốc hội lập hai đoàn giám sát về chương trình phục hồi và bất động sản. Chiều ngày 22 tháng 6, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2024. Cụ thể, với tỷ lệ 91,5% tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023, với phạm vi giám sát từ ngày 1 tháng 7 năm 2015 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Trên phạm vi cả nước, đối tượng giám sát là chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Nội dung giám sát với thị trường bất động sản sẽ làm rõ các khó khăn, vướng mắc của các dự án bất động sản, tình hình xử lý các sai phạm trong lĩnh vực bất động sản, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế xuất phát từ thể chế, quy định pháp luật về việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai, quy hoạch, đầu tư, nhà ở, đô thị, xây dựng, nguồn vốn tín dụng, phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Đối với phát triển nhà ở xã hội sẽ tập trung vào chương trình, kế hoạch, các hình thức phát triển nhà ở xã hội, đối tượng và điều kiện được thụ hưởng chính sách về nhà ở xã hội, quỹ đất, nguồn vốn để xây dựng nhà ở xã hội, việc thực hiện dự án nhà ở xã hội, bao gồm trình tự, thủ tục đầu tư dự án nhà ở xã hội, trong đó có việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, ưu đãi chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội, việc xác định giá thuê mua, giá bán nhà ở xã hội, nguyên tắc bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, quản lý, vận hành nhà ở xã hội. Trên cơ sở đó, đoàn giám sát đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội, đề xuất, kiến nghị dịch vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội, hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan, nhất là sau khi luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi và luật đất đai sửa đổi được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 6. Ở chuyên đề này, trưởng đoàn giám sát là ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội. Các phó trưởng đoàn gồm ông Vũ Hồng Thanh, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, ông Bùi Văn Cường, Tổng thư ký Quốc hội và bà Nguyễn Thúy Anh, chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội. Bên cạnh đó, với tỷ lệ 94,94% tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện nghị quyết số 43/2022/12 15 ngày 11 tháng 1 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023. Cụ thể, phạm vi giám sát kể từ khi ban hành nghị quyết 43/2023/12 15 ngày 11 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 trên phạm vi cả nước. Việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư một số dự án quan trọng quốc gia, dự án sân bay Long Thành, cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 và 2021-2025, đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1, cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 từ khi ban hành nghị quyết đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 theo từng dự án cụ thể. Ở chuyên đề này, trưởng đoàn giám sát là ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội. Các phó trưởng đoàn gồm ông Lê Quang Mạnh, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách, ông Lê Quang Huy, chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và bà Nguyễn Thị Thanh, trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hai nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày được Quốc hội thông qua.